Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh bán MacBook của em hôm nay mọi người nhé. Tiếp tục đây là về một em MacBook Pro màu gray mọi người này. Riêng con này đẹp keng xà beng luôn mọi người nhé. Không có một cái lỗi nhỏ để phải chê luôn mọi người ơi. Đây là một con MacBook Pro mọi người nhé. MacBook Pro, mọi người xem này, các cạnh của máy này. Đẹp chưa? Chẳng có lỗi gì để chê con máy này cả. Mặt sau rồi mọi người này, hai chân sạc tai xì mọi người nhé, có hai chân sạc sạc tai xì. Đây mọi người, mặt trên này rất là đẹp, không có xước đâu mọi người nhé. Mặc dù là vỏ nhôm nguyên khối cực kỳ dễ cấn xước mọi người nhé, vỏ nhôm nguyên khối, vỏ nhôm nó mềm lắm mọi người ạ, và cái là nó móp này, nhưng con máy này quá là đẹp, quá là sang trọng luôn, của nhà táo mọi người nhé. Một dòng laptop cao cấp của nhà táo luôn mọi người nhé. Đây mọi người nhìn này, từng con ốc này, mặt sau cũng không có xước luôn, từng con ốc luôn, rất là đẹp. Rồi sẽ mở máy lên kiểm tra luôn cấu hình cụ thể của máy mọi người nhé. Đây mọi người này, mặt bên trong này, bể tì tay đây mọi người này. Cái này một chút cái bẩn bẩn thì em chưa lau được thôi, em gửi cho mọi người thì em sẽ lau, mọi người yên tâm. Phím đấy mọi người này, mọi người này. Đấy, cái máy mà dùng nhiều hay dùng ít ấy, nhìn cái phím phát là biết luôn mọi người nhé. Nhìn cái phím là biết. Nếu mà sợ người ta thay phím thì mình đấy, nói chung là một con máy đẹp như thế này thì chắc chắn là dùng ít rồi. Mọi người nhìn về ngoại hình của máy ấy, dùng nhiều thì không thể giữ được nó đẹp, nó ít cấn ít xước được, mọi người dùng nhiều là sẽ bị xước ngay. Nên mọi người yên tâm. Và rất nhiều người lại hỏi em tại sao máy 2019 mà lại mới sạc có mười mấy lần, 20 lần, tại sao lại như vậy. Nhưng mà em nói thật với mọi người như thế này này, nó có rất nhiều lý do để mà một con máy 2019 sạc vài lần là chuyện bình thường. Mọi người hình dung nhé, kể cả như iPhone cũng vậy, đến năm 2023 nhưng mà vẫn bán iPhone 12 đấy, bây giờ nó lên iPhone 15 rồi, à 10, 10, 14 rồi, 13 rồi, chuẩn bị lên 14 rồi. Nhưng mà iPhone 12 vẫn có hàng mới tinh để cho mọi người mua mọi người nhé. MacBook nó cũng vậy, có những con tồn kho tầm có độ 3 4 năm xong mới dùng là chuyện bình thường. Đó, và còn có những con như thế này nữa mọi người này. Ở bên nước ngoài người ta ấy, thì là như một con máy này, này mua ở nước ngoài rơi vào tầm có độ 35 triệu chẳng hạn. Đó, 35 triệu thì là người ta chỉ mất tầm có độ 5 ngày làm việc thôi là người ta mua được một con máy rồi. Còn mình thì mất, có người thì 35 triệu, kéo có người mất 1 tháng, à 5 tháng làm việc mới mua được một con máy mọi người ạ. Nên là chúng ta hay có cái suy nghĩ là tại sao mua cái máy đắt tiền như vậy về lại ít sử dụng. Đây là chỉ ở chúng ta, ở nước mình, tại vì phải lao động quá lâu để có được một con máy ngon, máy đẹp. Không phải như ở nước người ta. Người ta thì nó đơn giản đấy, có đầy người, người ta mua về người ta vứt mãi, vứt chán, vứt chê, người ta chả sử dụng. Người ta bán lại, em buôn bán nhiều máy tính ở đồ bên nước ngoài thì em biết. Đó, đó là một số cái lý do, nó còn nhiều cái lý do khác nữa cơ. Thôi rồi em lại quay lại con máy của chúng ta nhé. Đây là con MacBook Pro 2019 13 inch mọi người nhé. Pro 2019 13 inch màu gray mọi người nhé, màu gray. Bộ xử lý là 1.4 GHz nội tứ mọi người nhé, i5 nội tứ. Bộ nhớ RAM là 8 GB đủ dùng này mọi người này. Đồ họa in theo graphic này, series này. Đây mọi người này, em test máy rất là kỹ từ loa đài đến màn hình. Rồi pin đó. Đó, nên mọi người chỉ cần nhớ giúp em cái số series này thôi nhé mọi người nhé. Bởi vì mọi người cứ mua máy xem đúng số series là không bao giờ sợ nhầm máy mọi người nhé. Pin là chu kỳ sạc 24 lần sạc này, mọi người này. Pin coi như là pin mới luôn mọi người nhé, 4800 mà sạc có 24 lần tình trạng là bình thường, nó không khác một con máy mới cái gì luôn đấy mọi người ạ. Nó đúng là quá tuyệt vời luôn, không khác con máy mới luôn. Tùy chọn hệ thống đây. Em sẽ test màn hình luôn, vì em bán rất là uy tín nên em cứ test hết cho mọi người, cho an tâm, cho mọi người yên tâm mà mua máy thôi. Đây sáng hết rồi này mọi người nhìn đi, không hề có điểm đen nào cả, màn thì sáng cực kỳ đều luôn đấy, không hề bị viền bị vùng. Nói chung là máy quá ok luôn mọi người nhé.
Ai mà đang quan tâm thì là liên hệ ngay cho em qua số Zalo em còn lưu ở phần bình luận và mô tả mọi người nhé. Và mọi người muốn tham khảo các dòng máy khác như gần là Pro M1, M2 bên em cũng có mọi người nhé. Các đời thấp như là 15, 16, 17 rất là sẵn. Đấy, 2017 cũng được rất là nhiều người mua mọi người nhé. 2017 giờ tới rẻ nhất là bản 128 nó có 9 triệu 6 thôi mọi người nhé. Đây mọi người nhìn này, màu đỏ này rất là ok luôn. Test kỹ cho mọi người. Màu xanh này rất là ok luôn. Đó, rồi bây giờ em sẽ test camera. Wi-Fi thì bắt sẵn rồi, tí em sẽ vào Zalo luôn cho mọi người xem. À, tí vào YouTube cho mọi người xem luôn nhé. Wi-Fi thì mở sẵn rồi. Chức năng của máy thì là hoàn hảo, nó không có bị làm sao cả mọi người nhé. Kể cả mà cái ngoại hình luôn cũng có thể được gọi là hoàn hảo, nó không, nó như mới còn đầu đấy mọi người nhé. Kể về ngoại hình luôn rất là đẹp. It's meant for post legend, khử mùi, khu thoáng. Và nhỏ đi một chút mọi người nhé. Đấy, máy tớt 3 này mọi người nhìn này. Máy tớt 3 cực kỳ là ok luôn. Quá là mượt luôn mọi người nhìn nhé, vuốt này. Thấy không? Vuốt cực kỳ mượt. Nói chung là đời 2019 này dùng bình thường, tác vụ văn phòng, làm đồ họa đơn giản thì nó cực kỳ là ok đâu mọi người nhé. Nếu mọi người mua máy thì là bên em sẽ hỗ trợ mọi người cài một số cái phần mềm nhất định mọi người nhé. Đó, cài sẵn phần mềm cho mọi người cũng được, nói chung là tùy mọi người muốn nhờ mình cài gì thì mình sẽ cài cái đó. Đây mọi người này, nghe kỹ nhà em test loa cho mọi người, âm thanh rất là hay, không dè, không bị sao cả. Riêng vì màn hình và loa của Mac của nó thực sự là quá tốt rồi mọi người nhé, quá tốt so với phần còn lại các loại laptop rồi mọi người nhé. Đấy là cái khẳng định luôn, định em thì là trước cũng là rất nhiều cái dòng máy rồi mọi người nhé. Để về độ bền, độ bền máy Mac mọi người hay nói như này như kia, nhưng mà thực tế cái độ bền của Mac nó chưa hẳn so với máy Dell và HP, kiểu máy của Win nhá mọi người ạ. Không bền được bằng Mac đâu. Mac nó hỏng thì nó chỉ hỏng cái lỗi tật phải nữa, bạn vẫn dùng bình thường được mọi người nhé. Đấy, được rồi, thôi được rồi. Bây giờ thì là mọi người xem này, xem lại tổng thể con máy của chúng ta một lần nữa này, rất là đẹp luôn. Giá đang bán máy này là 13.800.000 thôi mọi người nhé, 13.800.000 thôi cho bản MacBook Pro 2019 Core i5 bản RAM 81128 mọi người nhé. Nhưng máy này ở trên TikTok bây giờ đang livestream là tầm 15 triệu mọi người nhé, và một số nơi cũng vẫn là tầm có độ 15 triệu đấy. Để em thử tìm trên trên mạng xem nhé, giá nó bao nhiêu nào. MacBook Pro 13, à, Pro 2019 đi, không thì 13 nữa. Mười ba inch rồi, để em xem giá bao nhiêu mọi người nhá. Mua sắm này, ôi dồi ôi, đây mọi người này, đây bản 256 của nó tận 10 là 7 triệu rưỡi này mọi người này. Đó, bản 256 18 triệu rưỡi cũng có luôn mọi người nhá. Em tìm đến, em tìm đúng bản của nó này. Vào luôn laptop vàng mọi người nhá. Laptop vàng là bán rất là rẻ ở trên web rồi đấy. Xem thử này. Mười ba inch 2019,
256 đấy mọi người xem này, 18 triệu 5 này mọi người này. Bình 18 triệu 5 thì là cái con 128 của nó thì cũng phải rơi vào tầm có độ rẻ hơn 1 triệu thôi mọi người nhá. Nó rơi vào tầm có độ 17 triệu rồi. Nó không có rẻ mọi người nhá. Mark One đây mọi người ơi. À đây, tìm kiếm đây. Đây mọi người này. Đây mọi người này, đang bán 16 triệu 5 này mọi người này. Đó. Cái máy này cũng chỉ là máy nine new thôi mọi người nhá, giống như máy của em ấy. Nó chỉ là nine new thôi. Giờ cần thì em tay phím cho mọi người luôn, là giống y hệt máy này, đang bán 16 triệu 5 đây mọi người nhá. Máy em chỉ bán 13 triệu 8 thôi. Đó. Cũng vẫn có bảo hành và bao test đổi trả một một đổi một trong vòng 10 ngày cho mọi người nhá. Vẫn có bảo hành đầy đủ nên mọi người cứ yên tâm. À, chúng tôi bảo hành ở tại Hà Nội mọi người nhé. Rồi ai cần máy này thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại mọi người nhé. Em còn lưu ở phần bình luận và mô tả.